Khoác lên mình màu áo mới, những bản năng ghi bàn của Di Mario không hề bị mai một. Ngay khi trận đấu mới trôi qua được hơn 1 phút, tiền đạo người Jamaica đã mở tài khoản bàn thắng của mình tại V-League 2023 bằng một pha đệm lòng tinh tế trong vòng cấm. Bị dội gáo nước lạnh, Hải Phòng tràn lên tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ, nhưng những cơ hội cứ lần lượt trôi qua trước mũi giày của Hải Huy và các đồng đội. Sang hiệp 2, Di Mario trừng phạt sự lóng ngóng của các cầu thủ phòng ngự Hải Phòng bằng bàn thắng nhân đôi cách biệt cho Becamix Bình Dương. Những tưởng trận đấu đã an bài, nhưng những nỗ lực của Hải Phòng kèm theo sai lầm cá nhân đáng trách của đội khách đã giúp Fernandez và Mbappe lập công để giữ một điểm quý giá ở lại với sân Lạch Tray. Hôm nay câu lạc bộ Hải Phòng đã thi đấu với tất cả những cái gì mà ban luyện đã hướng dẫn cho chúng em trong cái tuần vừa qua, và em nghĩ là một điểm là đấy là cái sự cố gắng của toàn đội trong trận đấu ngày hôm nay. Thật là nhiều cảm xúc khi được thi đấu ở Lạch Tray, nơi tôi đã có những kỷ niệm thật đẹp. Tuy nhiên trong trận đấu này, đã có rất nhiều cổ động viên Hải Phòng phản ứng gay gắt với tôi. Tôi hiểu và thông cảm cho những hành động của họ. Thực sự tôi cảm thấy rất xúc động khi quay trở lại nơi đây. Tôi đã ghi 2 bàn thắng vào lưới Hải Phòng ở trận đấu này. Đó là công việc của tôi. Giờ tôi đã đầu quân cho Bình Dương, nên bản thân luôn mong muốn sẽ cống hiến nhiều nhất có thể cho đội bóng của mình.